Xin khán giả đến với chương trình Gia đình vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một trải nghiệm đảm bảo vui vẻ mà lại còn bổ ích nữa. Nhất là bây giờ mùa hè rồi, các bé và nhiều gia đình không biết là nên đưa các bạn nhỏ nhà mình đến với những hoạt động nào bổ ích lại còn tiện cho người lớn nữa. Thì hôm nay mời quý vị cùng đến với nghệ thuật thư pháp qua những chia sẻ của thầy dạy thư pháp Thanh Hải. Em chào anh. Xin chào anh, xin chào quý vị và các bạn. Và đồng hành trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với các thành viên của gia đình anh Hiếu và chị Thảo cùng hai bé Khang. Dạ, em chào nhà mình. Dạ, em chào chú. Thường là mình thấy dịp Tết là mọi người bắt đầu rục dịch tìm xem là có chữ nào ý nghĩa để hỏi các thầy cho chữ. Nhưng mà hình như em thấy là mùa hè mới là thời điểm mà rất nhiều lớp được mở ra để mọi người học thư pháp. Thường thì hoạt động về tặng chữ cho chữ hay là tập trung vào mùa xuân là trước thềm năm mới. Còn những hoạt động mà học tập rèn luyện thì thường tập trung vào mùa hè. Mình học trong khoảng bao lâu thì mình làm được ạ? Cái này là tùy người thôi, chứ không có nhất định là một cái khoảng thời gian nào đó. Tức là nó tùy vào cái khả năng mỹ thuật. Cái năng khiếu mỹ thuật của cái người đó và cái mức độ chuyên cần. Thầy ơi, vậy cái bút vẽ này thì nó có khác gì bút vẽ tranh thường không thầy? Khác nhiều chứ, còn cái bút lông để dùng viết thư pháp là họ dùng bằng cái sợi lông là lông thiên nhiên. Nó có nhiều loại và họ sẽ kết lại thành theo một cái công thức riêng để họ tạo ra được cái nét mạnh mẽ hay là nét uyển chuyển mềm mại của bút pháp. Nó khác với là cái bút vẽ. Bút vẽ thì thường là làm bằng sợi lông nhân tạo. Dạ. Thầy ơi, con học được không? Được, con thích là được. Quan trọng là con có thích thật sự không? Nó khó không thầy? Khó thì cũng khó đấy, nhưng nếu con yêu thích thật sự thì rất là dễ. Thầy cho hỏi thêm là cái nghề viết thư pháp này của thầy có phải là nghề chính không hay là chỉ là cái nghề tay trái của thầy thôi ạ? À? Ban đầu thì cũng là mình nghĩ là mình viết chơi thôi. Mình yêu thích, mình có đam mê thì mình tập viết. Thì lúc đó là tôi là còn là sinh viên năm thứ hai khoa kiến trúc của trường Đại học Văn Lang. Nhưng mà sau đó tại vì là đam mê quá là coi như là cũng có một số nơi họ trọng dụng đó, rồi mình cũng có cơ hội để mình làm thường xuyên. Rồi sau đó thì tôi theo cái công việc viết thư pháp là chính luôn. Và thầy ơi, thầy cho em hỏi cái nữa là em thấy mỗi khi mà em đi viết mấy cái chữ Tết á thì em thấy mỗi thầy là có một cái phong chữ viết riêng, thì có phải là như vậy không thầy? Đúng rồi, tức là về mặt nguyên tắc thể bào anh nói về thư pháp thì là cái phương pháp viết chữ đẹp. Thành ra là khi mà nhắc đến người này người kia thì họ sẽ hình thành nên một cái phong cách chữ riêng. Nếu mà bây giờ mà mới đi học thư pháp á, thì mình sẽ học những gì đầu tiên vậy thầy? Đầu tiên mình sẽ tập làm quen với lại cái cây bút trước, là mình có thể cầm là các ngón nó phải chụm lại. Vậy mặt nguyên tắc á, là giữ cái bút nó đứng. Khi mà thao tác là thao tác cái cổ tay và cái cánh tay của mình nó di chuyển. Mình sẽ cầm cao cao như thế này. Đó. Quan trọng là cái ngón này nó phải chụm lại. Mình sẽ đảm bảo có sự uyển chuyển, mình có thể xoay bút được. Khi lấy mực thì mình lấy một cái lượng mực vừa phải tương đối thôi, mình có thể vuốt mực nó rớt xuống lại bớt, tại vì nếu mà nhiều quá thì nó sẽ lem nhiều, mà ít thì nó sẽ không đủ mực. Thường thì đầu tiên là mình sẽ tập làm quen là những cái nét ngang với nét dọc. Thì nguyên tắc của thư pháp khi mà mình viết ra một nét á, nó sẽ có ba phần, là đầu tiên là gọi là khởi bút, xong khoảng giữa là hành bút, và cái đoạn cuối khi mà mình nhấc bút khỏi mặt giấy gọi là thu bút. Có hai cách khởi bút là tàn phong và lộ phong. Tức là có thể là mình khởi là mình đặt bút xuống mình kéo liền thì nó sẽ lộ ra cái ngòi hai đầu á, hoặc là mình giấu cái này đi để tạo ra một cái hiệu ứng nét tròn chẳng hạn, thì mình sẽ cho nó tròn cái này lại. Khi mà tạo ra cái hiệu ứng là nó sẽ cái nét nó sẽ khác nhau. Hay quá, cứ ngang rửa dọc, lát nữa chụp cái râu luôn. Khởi bút, hành bút và thu bút. Tức là mình nhấc cái bút lên khỏi da. Dạ. Cái này thì cần phải có nhiều thời gian để mình tập cho nó quen, không được vừa viết vừa nói, tại vì khi mà nói cái hơi thở của mình á, nó sẽ tác động lên cái tay, nó sẽ cái nét vô chuẩn. Do mình hướng dẫn thì mình phải làm, phải nói, chứ thật ra đúng ra là viết là không được nói. Cái nét ngang, cái nét dọc, rồi cái nét tròn, đó là những nét cơ bản. Ứng dụng vào từng ký tự, từng chữ cái ABC. Chữ T thì mình có thể là dùng cái tàn phong ở bên này,
là mình đi cái bút nó hồi phong qua một cái mà rồi mới đi. Nó sẽ tạo ra cái này. Cái này là gọi là tàn phong, tức là mình hai cái đầu nó tròn. Rồi cái này là chẳng hạn là nó là cái nét thẳng xuống bình thường thôi. Khi mình viết thì mình kết hợp với lại cái tiết tấu, cái nhịp điệu nữa, nó có nhanh, nó có chậm, nó có nhấn nhá, nó có đột ngột. Thưa quý vị, đây là hướng dẫn cơ bản để chúng ta bắt đầu làm quen với thư pháp. Tuy nhiên, thực ra mỗi thầy sẽ có những giáo trình riêng tùy vào phong cách cũng như là cái phông chữ mà các thầy hướng theo. Bây giờ hai bé bàn nhau đi, là mình chia đội thế nào? Tôi về đội bên này. Khang bé thì về đội của Bá Hiếu. Wow. Rồi, Khang lớn thì về đội mẹ Thảo. Vâng. Trong quá trình mà mình tập ấy, thì mình sẽ gặp khó ở đâu nhờ thầy Hải chỉ tới đó. Sau khoảng 15 phút, mình xem cuối cùng là đội nào vẽ đẹp hơn sẽ có được món quà từ chương trình. Cuộc thi bắt đầu. Con có thẳng cái bút lên nữa. Con có thẳng bút lên này. Mình cầm thẳng lên, kéo thầy đấy. Đúng rồi đó. Rồi, kéo xuống. Kéo xuống nha. Từ từ thôi. Đúng rồi. Rồi, vậy đó. Đúng rồi. Ôi, đẹp quá. Thời gian đã hết, bây giờ chúng ta tạm thời ngưng bút. Chị Thảo thấy sao ạ? Khó quá anh Tùng ơi. Em nhìn thấy thầy vẽ thì thấy nó dễ đơn giản, như còn vô tay em nè, nó giống như là mấy cái trứng cút vậy á. Thực ra là viết ra chữ như vậy là cũng được rồi đúng không thầy? Ôi. Giống như là lớp 1 biết á thầy ơi. Đây là cờ bó. Chữ của anh thì được cái sáng tạo về đường nét, nó rất là lạ. Yeah. Tức là mình sẽ phát triển theo cái chiều hướng là nghệ thuật tạo hình đó, tức là mình tạo ra những cái đường nét. Dạ, cảm ơn thầy. Con trai thì đi theo hai hướng trừu tượng. Cái nét này chắc được này, nét này là thầy có vẻ tạm tạm. Bây giờ đến lượt anh hai. Anh hai đâu, của anh hai đâu? Dạ, anh hai của con đây. Wow. Thần là đỉnh cao. Đúng rồi, anh hai là có triển vọng hơn hết. Và cái lực đi bút á, là bạn là bé này là hiểu cái cách đi bút hơn. Cái nét nó có tạo một cái sự gồ ghề, một cái lực nhấn nó mạnh mẽ hơn. Thôi thì bây giờ chúng ta làm quen như vậy cũng là bước khởi đầu thôi. Và theo anh, bây giờ chúng ta sẽ trao món quà của chương trình cho đội nào ạ? Nếu mà xét về bút pháp á, tức là cái cách vận bút, cách dùng bút thì bé này là đội bên này thắng. Chúc mừng đội lớn. Đây, món quà của chương trình chắc là phải nhờ thầy gửi tặng tới đội của mẹ Thảo và anh Khang lớn. Rồi, đây thầy đây cho con nha. Dạ, con cảm ơn thầy. Rồi. Đội mẹ Thảo thắng mà anh Hiếu phấn khởi ghê ha. Tối nay mình lại có món ngon đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Bình thường là mẹ cứ không cho mình ăn gà rán, tối nay con có thể yêu cầu. Mẹ cho con món nào con thích, yên tâm đi, đảm bảo là sẽ được con ạ. Về nhà thì mẹ với anh Khang lại trao cho bố với em. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Ngày mai chúng ta sẽ nâng thêm một bậc nữa về độ khó, nhưng cũng là gợi ý để quý vị khán giả có thể tìm hiểu thêm về nghệ thuật thư pháp, mà cụ thể ở đây là thư pháp chứ quốc ngữ. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào ngày mai, ngày Chủ nhật. Xin chào!